Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Dịch. Ca sĩ nhạc sĩ. Happy Way người trái đôi môi. Muốn về tóc mềm miệng và bình yên là bài Happy của em. Chính xác. Hay quá. Mấy rồi? 12. 9, mở cái 9 nè, mở cái vàng. Ủa anh, cái này là anh phải ăn cà vỏ luôn hả? 10. 10. Đâu? Sao lại như thế hả Duyên? Làm gì có chuyện ăn cà vỏ hả em 11. Ơi? 11, nhanh nào. 12. 12. Hơn một trái đó. Mà là đồng đội có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Không có đâu. Đồng đội em cáo trở với anh. Một a a anh Dương Lâm lò tô Dương Lâm phun thấy rồi kìa. Ai cho Lâm Vĩ Dạ thuộc cung hoàng đạo nào? A cung đàn, B sử nữ, C ma kết. Dạ nửa trái rồi, mời đọc. Đọc lại hết ra, đọc rõ nha. Kép đôi mi, kề sát đôi môi, vuốt ve tóc mềm, biển trời bình yên. Câu hát trên nằm trong bài hát nào? Dinh. Ca sĩ nhạc sĩ. Kép đôi mi, kề sát đôi môi, vuốt ve tóc mềm, biển trời bình yên là bài Happy của em. Chính xác. Hay quá. Họ tên thật của Hoa hậu Lan Hạ Thu Trang là gì? Gì gì rồi? Họ tên thật của Hoa hậu Lan Hạ Thu Trang là Trần Ngọc Thu Trang. Nhân vật thần đèn trong Aladdin có mấy ngón tay? Dạ dạ dạ. Ăn ngay luôn. Qua hoàng hoàng có ba phân. Bốn bốn đời. Chính xác. Nãy giờ cả nước miếng là trò với khán giả kìa nè. Món ăn nào của Việt Nam được mệnh danh là món ăn kinh dị nhất thế giới? Dinh. Việt Nam hả? Sầu riêng hả? Món ăn kinh dị nhất thế giới. Đâu biết đâu. Hộp dị lộn chính xác. Con vật gì có mắt to hơn não của chúng? Ngọc. Con vật gì có mắt to hơn não của con? Con đại biểu. Chính xác. Con đại biểu. Đây câu này đơn giản nè. Không sách thì chỉ là ba, đến khi có sách hóa ra nhiều hơn. Không dễ mà. Sách là chỉ là ba hả? Bác ăn chân đi. Đọc. Con đứa này. Thế người ta. Không sách thì chỉ là ba. Đến khi có sách. Đến khi có sách hút nam nhiều hơn. Hết giờ. Đây. Lớt lớt. Không sách thì chỉ là ba, tới khi có sách hóa ra nhiều hơn. Là 8, 8, 8. Chính xác. Nhưng mà không có tính nha. Không có tính, nó trả lời vui thôi. Hồi nãy cũng vậy mà. Đây, bà lão xin quả thị về ngắm thấy đẹp, ngửi thấy thơm. Vậy bà lão có ăn quả thị không? Em. Ngọc. Bà lão không ăn, nóng có ăn đó. Bà lão ăn quả thị đâu không? Không, chính xác. Bà ăn hay không là chuyện của bà. Chúng tôi nói là bà lão xin quả thị về ngắm thấy đẹp, ngửi thấy thơm, ăn hay không chỉ của bà, chứ không hề nói bà lão trong truyện cổ tích. Bố mẹ đi vắng ở nhà, hai anh em gọi rủ hai anh em người bạn đến chơi nhưng họ không đến. Họ gia đình có mấy người? Dễ mà. Phát vô. Bố mẹ đi vắng ở nhà anh vô. Nhà anh vô. Ăn vô. Ăn rửa chừng không vậy? Nhà của anh ăn vô. Hai nhà ngủ hai người à. Ở nhà có mấy người? Chân mà người anh. Bố mẹ đi bắn ở nhà của anh vô. Nhà của anh vô. Ăn vô. Nhà của anh rửa chừng không vậy? Nhà của anh ăn vô. Hai nhà ngủ hai người à. Đúng rồi, tới hôm tới thì gia đình vẫn có bốn người nha mọi người. Em mới nói có một người. Vì lòng anh quá thương em quá yêu. Không, em nói em biết bài đó.
Quá yêu em, nhớ thương em. Anh đợi em về. Thế rằng nếu lỡ bên này có sức vầy về ngôi nhà bóng hình em trong đấy. Câu hát trên nằm trong gì vậy? Gì hả? Câu hát trên nằm trong gì vậy? Chứ mà câu hát trên nằm trong một bài hát tên là gì? Đây, đây tôi trước nè, tôi trước. Ê, tôi trước, Thủy Ngân. Tại sao tôi trước được? Thủy Ngân, tôi trước. Tôi thấy gần ngã là tôi đã đi tới đây rồi nè. Riêng câu này ai muốn trả lời thì ăn hai trái chanh một lúc. Được luôn anh Lợn. Tôi à, khoan, nhưng mà phải đọc nha. Khoan, nhưng mà phải đọc về nguyên cái đoạn này nha. Quan trọng đọc lại. Vì lòng anh quay về. Anh đợi em về. Thôi, tôi không. Đó, trả lời đi. Rồi, không được. Rồi, chị dạ làm cho em. Rồi. Cố gắng như vậy là hợp lý, chấp nhận. Những câu nào dài quá thì chúng ta nói cái ý thôi chứ không bắt buộc từng chữ ai mà chơi được. Đúng rồi, đừng có khó khăn kiểu đó, đừng có. Vậy là em cũng đọc được. Đây, tiếng luật có rất nhiều đông trùng hạ thảo khi gặp Trường Giang. Tiến Lực đã tặng ngay cho Giang một nửa số kg đang có. Hiểu chưa? Tới đây hiểu chưa? Một nửa số kg đang có. Sau đó Tiến Lực lại tặng cho Trương Thế Vinh một nửa số còn lại. Về nhà Tiến Lực còn có 5kg. Hỏi đã tặng bao nhiêu ký? Phát. Ăn nha. Chắc là có rất nhiều trong một hạ thảo. Ăn vô. Đưa đi trên chung một nửa. Và trên một nửa còn lại. Ăn vô. Nửa còn lại. Hỏi đã tặng bao nhiêu ký? 15. Hỏi. Ăn. Còn lại 5 trái, họ trái thì ký. Hỏi trái thì ký. Cái gì vậy trời ơi, làm trời. Cái gì lại tán ơi. Tự nhiên tôi hỏi đông trùng hạ thảo còn lại 5 trái mỗi trái ký xào lao. Em ơi, đông trùng hạ thảo người ta tính ký, tính lại tính trái em ơi. Còn không có trái đông trùng. 20. 15 ký. 15 chính xác. Đây nè, cho Trường Giang một nửa. Sau đó số còn lại lấy một nửa cho Vinh và còn lại 5 ký thì cứ 5 ký nhân đôi là 10. 10 nhân đôi là 20. 20 trừ ra 5 còn lại là còn 15. À, đúng không? Đúng. Con hiểu chưa? Đúng. Con hiểu chưa? Nói lại anh nghe coi. Mình có 5 ký ở nhà, bây giờ nhân đôi lên cho cái số người vừa tặng á là 10 ký. 10 ký nhân đôi là 20 ký mà trừ lại 5 ký vừa rồi còn ở nhà là còn 15 ký. Chính xác. Bé thông minh vậy mà ai la nó hoài vậy? Anh đó. Câu tiếp theo. Trong bảng số đếm La Mã là mình biết đúng không? Số 0 viết như thế nào? Phát. Wow. Ăn cho đàng hoàng nha. Không phải số 0. Không đọc. Giờ mình đọc hết. Trong hệ thống chữ số đâu mà. Số 0 viết được viết như thế nào, không phải số 0. Rồi, vừa kịp. Vì sao chuột đồng và nhím lại thường xuyên gặm nhấm kể cả những thứ nó không ăn được? Ai biết? Yeah. Tại sao chuột đồng là cái nước thường phải gặm nhấm? Cái thứ không được. Tại vì răng nó mọc rất là dài, nó mòi mài quất răng. Để mài răng chính xác. Wow. Trời ơi, anh sắp dính. Cối xay gió là hình ảnh đặc trưng nước nào? Ngọc. Có Hà Lan, Hà Lan, không có nước Hà Lan. Hà Lan chính xác. Tại sao con voi uống nước vào tháng 1 nhiều hơn tháng 2? Phát. Tại sao con voi uống nước nhiều tháng 1 nhiều hơn tháng 2? Tại vì tháng 1 trời mưa không? Không chính xác. Tại vì tháng 1 trời mưa hả? Vâng, ngân. Ăn. Tại sao con voi uống tháng 1 nhiều hơn tháng 2? Để tháng nó đẻ nhiều hơn. Không chính xác. Tháng 1 nhiều ngày hơn tháng 2. Hết. Trên cơ thể người lông nào phát triển nhanh nhất? Trời, tôi nói được không? Thoải mái. Của tôi mà. Thoải mái, trả lời đâu? Thôi, tôi không dám nói đâu. Ngọc. Con có thể người có lông nào phát triển nhanh nhất? Không. Dịch. Đâu? Người có thể con người. Cái lông lông phát triển nhất đó là râu. Không chính xác. Lông mặt. Lông mặt chính xác. Để bảo vệ da.
Hoa gì bỏ chữ cái đầu ra thành tên một đất nước, bỏ chữ cái cuối cùng thành tên một loài động vật? Ngọc. Hoa gì bỏ chữ cái đầu tiên tên đất nước, bỏ chữ cái cuối cùng tên động vật? Hạt cúc. Đúng rồi. Nước gì? Nước Úc. Và con cú. Hay quá Ngọc. Hay quá Ngọc ơi. Trời đẹp mà còn thông minh nữa, vậy mà ế ha. Câu tiếp theo. Trong phim Bao Thanh Thiên, Hồ Hồ Chín Thơ, Hồ Thanh Thiên thì Bao Công có bao nhiêu đầu đao? Ngon, ngon, ngon. À, nhai. Trong phim Bao Thanh Thiên, Bao Công có bốn đầu đao. Sai rồi. Sai. Sai. Sai đầu đao hả? Trả lời. Có ba đầu đao. Đó là gì? Cậu. Cổ. À, hổ. Cổ. Cổ đầu đao hả? Cổ. Rồi. Cổ đầu đao. Ừ. Cẩu đầu đao. Rồi. Lông đầu đao. Rồi. Dừng nhắc rõ ràng. Có đúng không? Cái gì nó nói thì không nhắc luôn. Không, bây giờ mình hỏi là biết là nhắc hay không nhắc liền. Cẩu đầu đao chém ai? Cẩu đầu đao chém người. Đúng. Chí tuệ. Cái nào cũng chém người mà. Thì anh hỏi chém ai thì em nói chém người. Rồi ok, chấp nhận luôn. Khổ đầu đao chém ai? Khổ đầu đao cũng chém người. Cái nào cũng bắt cái đó cũng chém người hết. Đúng. Khổ đầu đao chém ai? Khổ đầu đao thì chém người bình quan thường chức. Quan chức là hình như lông đầu đao. Lông đầu đao là chém vua. À. Nói chung là được nhắc nên không hề biết. Còn biết thì tại nó là được rồi. Câu được không chấp nhận cho Thúy Ngân. Oh yeah. Câu cuối cùng. Trong phim Báo Thanh Thiên, bốn người lính bên cạnh Bao Công tên là gì? Ngân Ngân giơ tay đầu tiên. Đâu quá, anh thấy bốn người đúng rồi. Ngân Ngân là gì? Ngân Triệu Hổ, Triệu Hổ Hán. Rồi. Như vậy là sau một loạt câu hỏi của chúng tôi, kết quả Huề 6 đều. Wow. Những người đội mình thắng rồi em ơi. Wow. Yeah. Sau đây là câu hỏi phụ để tìm ra đội chiến thắng. Nếu đội luật chiến thắng là coi như là tỷ số chung cuộc là 2 đều. Còn nếu thua là mình thua luôn, bị phạt luôn. Trong một ngày, cái kim phút ở trong cái đồng hồ mình á quay bao nhiêu vòng? Vinh, Vinh. Trong một ngày, cái kim phút quay 24 vòng. Chính xác. Yeah. Em chậm thôi. Yeah. Chậm biết. Yeah. 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 Rồi anh đã bị cúp. Như vậy là còn chần chờ gì nữa? Hình phạt gì? Ba cái đao, lấy cái đao nào Ngân? Ây cổ đầu. Xin lỗi. Ok. Nhớ nha tụi em, nhớ. Bữa nay người ta bán đất bán ruộng, người ta có tiền. Nhớ nha. Bé có duyên đi. Năm miếng, sáu miếng. Chà, cái miệng sai L mới đút vô nổi nha. Mấy rồi? 12. 9, mở có 9 nè, mở cái vàng. Ủa anh, cái này là anh phải anh cà vỏ luôn hả? 10. 10. Đâu, sao lại như thế hả Duyên? Làm gì có chuyện anh cà vỏ hả em 11. Ơi? 11, nhanh nào. 12. 12. Hơn một trái đó. Mình là đồng đội, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Không có đâu. Đồng đội em cáo trở với anh. Ôi, mút răng luôn á nè. Chia làm hai đi. Đêm ăn hộ cho ba miếng. Sao lại ba miếng hả chia? Sao lại ba miếng hả riêng 10 miếng đi thôi. Người ta ăn hộ là mừng rồi, mày đặt trả giá nữa. Rồi, 5 miếng. Trời ơi, chẳng lẽ đội người ta làm được vậy mà mình không có làm cho đồng đội mình. Yeah. Yeah. Chị mất mặt quá, chị thấy chưa? Không, chị sẽ giúp em lau miệng cho em. Ăn đi, ăn đi. Trước sau thì cũng đến họ, đau thương sắp đến họ rồi. Người quá thiệt, nổi da gà luôn á. Nhả ra đi, nhả ra đi. Rồi, người tiếp theo Minh Triệu, mời quay, chọn ai? Chị quay đi cưng. Làm việc dạ. Quay là việc của em, ăn làm việc của chị. Sao em không để dạ cho anh? Muốn làm gì đó thì làm. Anh muốn dạ. Anh muốn em. Lần đầu tiên trong chương trình này Vinh muốn dạ. Trương Thế Vinh tuyên bố là muốn dạ trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Mà không phải muốn dạ hạnh phúc, mà muốn dạ đau đớn. Mời Triệu quay cho Ninh Dương Lan Ngọc. Rồi, em sẽ nhường cho đồng đội của em. Ngọc ở đây cưng.
Hồi nãy chị có nhớ không, em rất yêu thương chị. Đứng gần lại đây. Ví dụ như mà chị quay lại gần tới số 12, em thổi hiểu không? Em thổi cho nó qua 5 cộng cái gì đây nè. Chị chưa biết đó là cái gì hiểu không? Cậu xin trời Phật, con cũng ăn ở rất là tốt, luôn yêu thương đồng đội. 2 miếng 12 miếng 12 miếng 12 miếng 12 miếng. Định mệnh đã sắp đã đỉnh cao. Cái này ta gọi là cái gì? Nghiệp chưa. Mời ăn. Ngân, em nhớ hồi nãy người ta quay lưng với em không? Đúng. Chị có ăn giùm em 3 miếng không? Không, không, không em. Em hứng với chị rồi. Chị xếp giùm cho em thôi. Lấy em ăn giùm Ngân rồi, bây giờ em hứng với chị. Đây, để em lau cho chị. Không, khăn này khăn sạch mới lắm. Chị Ngọc không thích. Cái miệng em bé tí teo. Thì mình chia 2 lần ha. Cái sai miệng nó không được đâu. 3 lần. 3 lần chua nó mới đau. Nó mới đau được. 2 lần chua nó mới đau. Ngọc ơi, Ngọc hiểu cảm giác này lúc nãy không? Thật ra là em có thể ăn tất cả mọi thứ. Thôi chị ơi đừng cố quá. Nhai Ngọc, nhai Ngọc. Nhai nước, nhai nước. Bỏ ra, bỏ ra. Lần thứ hai. Ghê lắm á. Rồi, Vinh. Lần thứ hai. Thưa quý vị, tôi biết quý vị nhìn Lan Ngọc, nhìn Thúy Ngân đau. Nhìn Lan Ngọc cũng lại nhìn Thúy Ngân đau là quý vị buồn. Nhưng nhìn Lâm Vy Về đau là quý vị phái lắm đúng không? Trương Thế Vinh, mình còn gặp nhau dài lắm. Dạ, cái vòng quay này anh sẽ trả cho em. Nào là nước miếng, nào là bê bê bê, nào là bê bê. Anh trả hết cho em. Em xin mượn lời của chị Harry, đó là cuộc chơi thì ngắn mà cuộc đời thì dài. Mời anh quay. Được, chấp nhận. Mời hai anh ơi, mời hai. Bây giờ vô số 12 tôi xỉu luôn á. Con số 10. Bộ Việt Nam vô địch hay gì mà dơ cao chứ. Không thể tin được. Chồng thì bên này là toàn là mấy đứa em ruột của anh không á. Không biết, vui trong lòng. Ba miệng chưa đi? Không, chị chơi một lúc. À, chị chơi một lúc đây, không? Đây, ba này, sáu này. Chị già chứ chị gân dữ lắm. Bảy nè. Mười hai này, chị già ơi. Theo tôi nghĩ, giờ này chắc khán giả đang chuẩn bị vỗ tay. Đừng đông mãi giỏ mà. Được. Trước Thế Vinh, cảm ơn anh. Không tin được. Anh và hãy nhớ cái đoạn. Được. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Trương Thế Vinh đã đưa tôi vào dòng chua cay này. Lâm Vĩ Dạ, sống ở trên đời ơn đền quán trả. Tối đêm nay một đêm duy nhất tại sân vận động Bảy Đồ Cơ Mới sẽ có chương trình Múa Lửa Xiết Nuốt Chanh. Quý vị hãy đón xem và giới thiệu những người cùng đón xem. Anh đi hay hơi nhiều rồi đấy. Anh đi gì? Bóp bẫy rồi. Anh nói lung tình. Ăn bớt hê. Ok là dắt hết nước rồi. Để em mượn. Em đừng có làm như vậy. Hết nước thôi. Em đừng có phá tài. Dịu quá Ngân à. Rồi, không sao. Không cười em. Rồi, lướt. Chị dạ. Lướt. Chị dạ cái miệng đẹp quá. Cái miệng giống quá.
Đâu dạ bình thường mà. Có bé Ngân kìa ăn nhiều quá kìa, chó có la gào phém giùm kìa. Đúng là chị em. Hay quá, không? Hết. Quê, cặp tiếp theo, em dây. Em với Ninh Duy Ngọc, em thích đấu Ngọc 4 miếng. Được thì chơi, không được thì lưu cho người khác không chơi. Đừng giỡn. Bên tôi là... Lui đi em. Bên tôi là đội mạnh. 4 gà miếng. Chiến 5 miếng. Chơi 6 miếng. Chơi. Chia đôi. Không. Cần đi đôi luôn, đi đôi luôn hết. Cần tìm. Cần tìm. Cần tìm. Chúng tôi lưu ý. Ban tổ chức hết tranh. Nhưng mà ý là Lâm nói là vòng này là đây là quyết định luôn. Cần tìm một người nữa. Cần tìm một người một nữa. Rồi. Ăn từng lát một. Không. Ăn một họng. Không. Không thì lui. Lui. Thua. Không thua. Không thua thì chơi. Chơi. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới gặp nè. Đội có một đứa ép, một đứa đầu bao tử. Ở đây hiện tại còn 12 miếng, có nghĩa là người 6 miếng. Nè, trời ơi, nó vừa cắn cho một cái, nó nhăn mặt, tao quánh nó liền luôn nè. Ủa sao miếng em nó tròn vo vậy? Miếng này có chút bé vậy? Miếng nó vỏ nhiều, đắng. Đúng rồi, cái gì cũng có cái kho nữa. 6 miếng. Trời ơi, đây giống ăn... Rồi, chuẩn bị, hamburger. Chuẩn bị nha. Khán giả hãy công tâm nha. Em xin lỗi, cho em làm lại, em hối hận. Vì đây là lượt cuối cho nên chúng ta sẽ chấm dựa theo tiêu chí. Đầu tiên, đội nào biểu cảm trước, đội nào thua. Thứ hai là ăn nhanh nhất có thể. Thứ ba, nhiễu nhão nhiều là thua. Nếu em mà lỡ có chuyện gì, hãy chở em đi xúc ruột đi. Anh tài xế đậu ngoài kia chờ sẵn. Chuẩn có bị sẵn tài em. Xế, có chuối cho em luôn. Chuối. Chuối chi? Dặn bụng. Dặn bụng. Không vô nổi đâu. Chơi. Chơi. Dễ là lâu. Ghê thiệt. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thấy một cặp kỳ phùng địch thủ. Là hai đúng tiếng Anh. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chơi. Nó nói chơi mà mặt nó mát tới kìa. Ba. Khoan, em chua từ từ. Ba. Từ từ. Hai. Một. Ăn. Ăn. Anh Dương Lâm lò tô. Chị Lâm Phùng thấy rồi kìa. Ai chưa? Chưa cả chưa cả lò tô. Người ta cắn không có chịu đâu. Rồi. 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 Môi của nó kè, môi nó kè. Anh qua nhìn anh Vinh, qua nhìn ông Vinh đi. Qua nhìn kè, qua nhìn kè. Anh Dương Lâm Phùng. Anh Dương. Nhìn cái gì nhìn người ta kìa em. Trời ơi. Mày khóc à. Mày khóc cho Vinh đi những chụp hình nè. Đúng rồi. Quý xe anh đẹp chết. Mạnh mẽ lắm em. Cố lên em chết. Hãy nhìn cái môi đó đi. Môi đụng môi. Hãy nhìn em nè Vinh. Hãy nhìn em nè Vinh. Ré ra đi. Dạ. Nhìn dạ kìa. Thôi ăn hết rồi. Hai giờ Lâm ăn hết rồi. Lâm ăn đã ăn hết rồi. Biểu cảm gương mặt mà. Tao gọi Lâm ăn hết là Lâm thắng mà. Đâu có ai nói ăn hết đâu. Mày cứ kêu là người nào ăn hết trước tao thắng mà. Được giao lời mới vừa giao. Nhưng mà phải ăn hết. Nhưng mà phải ăn hết. Thắng rồi đâu cần ăn. Nhưng mà rồi. Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt là một cặp đấu vàng trong showbiz được rất nhiều người khán giả yêu mến.
Hãy cho biết hai người đã gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào. A. Cùng tham gia một game show. B. Tình cờ ăn chung quán bún đậu mắm tôm. C. Trường sẽ có điện ảnh. Lan Ngọc. An. À, nói tiếng gì vậy cưng? Trời ơi, em khóc luôn kìa. Giơ tay mà không trả lời được thì bên này được một điểm. Tào lao. Cuối cùng đội nào nhiều câu trả lời hơn đội thắng, vậy thôi. Ngay cả cái câu hỏi này liên quan tới mình là mình không dám ăn nữa. Em trả lời rồi. Tay anh Giang không kêu chứ bộ. Em có đọc nhưng mà không nghe được gì cả nên câu đó không được tính. Đây, câu tiếp theo. Năm 19 tuổi, Ninh Dư Lan Ngọc bước vào con đường diễn xuất. Hãy cho biết bộ phim đầu tiên mà Lan Ngọc tham gia Cánh Đồng Bất Tận, Gia Đình Phép Thuật, vừa đi vừa khóc. Lan Ngọc giơ tay đầu tiên. Lẹ. Không mà có làm đồ bơ cơ cái gì đó. Cánh Đồng Bất Tận. Cánh Đồng Bất Tận. Nghe rồi, không nghe. Tôi nghe rõ từng chữ. Chúng tôi nghe. Đó, phải nghe chứ, người ta vừa ăn vừa nói mà. Phim đầu tiên của em là phim Cánh Đồng Bất Tận. Sau đó vì ế xô quá, vì phim chưa chiếu nên bên phim Gia Đình Phép Thuật mới mời em tham gia một vai rất nhỏ, khoảng 10 phân đoạn. Rồi, một điểm cho đội của mình. Đó. Để có được như ngày hôm nay cũng chua lắm chứ đâu có giỡn đâu, thấy không? Các bạn thấy không? Để vượt qua cái điều này vừa rồi là đau đớn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Cùng tục cùng. Trời ơi, bà ăn mà tôi với Vinh nuốt nước miếng. Ủa sao hai anh không giơ tay vậy? Anh thù anh Vinh. Hỏi tên em mà tụi anh giơ tay mà anh trả lời đúng là vợ anh ghen. Ghen cái gì cái đời cả nước đều biết mà. Đây, mỗi người trên thế giới đều có một nỗi sợ khác nhau. Nobita sợ mẹ mắng, Doraemon thì sợ chuột. Nhưng tất cả nhân vật trong truyện đều có chung một nỗi sợ gì? Sợ mẹ, sợ thầy giáo, sợ giọng hát của Che. Chú Thế Vinh. Mọi người trên thế giới có một nỗi sợ khác nhau. Mình nói là sợ giọng hát Che. Đọc lại đọc quang Doraemon, nhưng tất cả nhân vật là sợ chung một nỗi. Anh giờ đọc như bắn la phan. Đi lên em. Tự nhiên đọc đó. Tí đến cuối cùng là câu hỏi thì ông đọc. Cái này dễ mà. Câu tiếp theo. Câu này là chúng tôi sẽ nhờ bên bộ phận gia đình để trả lời cái đáp án nào đúng sai ha. Đọc xong biết. Lan Ngọc rủ ST Sơn Thạch, Trường Giang và Chi Dân đi chơi hộn rùa. Nếu cả ba cùng rớt xuống nước thì Lan Ngọc sẽ cứu ai đầu tiên? A. Chi Dân, B. Sơn Thạch và C. Trường Giang. Không, Thúy Ngân là người ra đầu tiên. Ăn. Đọc câu hỏi. Anh Ngọc mình mất chơi Sơn Thạch. Chị Dân dừng dậy chơi thì khi ai rớt xuống vậy thì đứa ai đầu tiên cứu Chị Dân. Tôi không có nghe gì luôn á. Tôi nghe Xin hỏi Lan Ngọc, trong cái trường hợp này em cứu ai? Em cứu anh đầu cứu tiên. Cứu Trường Giang, đúng rồi. Tại sao? Tại vì anh lùn nhất. Tội nghiệp anh. Ôi kìa. Thứ nhất là cái giọng đọc oanh vàng của Thúy Ngân không nghe rõ. Thứ hai là đáp án sai. Nhỏ cứu tôi. Đúng. Không công nhận. Đội đối thủ anh nghĩ sao mà bây giờ đối thủ trả lời đúng. Để bạn được điểm. Đúng. Ngân nói là tại vì đội đối thủ thì làm sao mà bằng công bằng được. Nên bây giờ em được ăn lại, bên kia tiếp tục. Bây giờ phải công bằng chứ. Trước khi làm lại mà sao. Có Miro đó em. Rồi, ok, nghe rồi. Cái đáp án mà hồi nãy chọn là Trường Giang là bỏ. Vậy còn lại hai đáp án mà anh đã có một đoán trong lỗ tai rồi. Anh. Rồi, đọc. Đúng không? Lan Ngọc. Có thể Lan Ngọc sẽ. Nếu mà thân thành nó ra Chi Dân, Trường Giang rất thương thì sẽ chọn cứu anh. Cứu Chi Dân. Hồ con rùa đâu, không lấy chữ hồ con rùa. Không cứu Chi Dân luôn, cứu thân thành. À. Chi Dân là cái gì phải cứu Chi Dân? Đúng. Em sao? Nghĩ là sẽ chơi chiến thuật. Là bây giờ nó là ST á. Không phải, có giải thích nghe nè. Cưng mình ăn chanh á, trong miệng mình nhiều nước lắm mà nó đứng nói chuyện phà vô.
Ngọc, em ăn cái gì mà vơi? Ờ, coi nè, cô ba ăn nè. Ngọc, em giải thích tại sao cứu ST. Trời ơi, tại vì ST không có biết bơi à. Còn Chi Dân á là ở dưới sông nước nên biết bơi. Ủa, Chi Dân ở đâu? Thạch Giá. Ủa, đó, để cho anh Hiếu biết à. Vì anh biết bơi mà em ăn hết một cái chân này nè. Không sao đâu, đội mình cũng chưa được cái điểm nào ha. Tiếp tục nè. Sao rác cái mỏ quá ta. Tại vì em bị nói nhiều cái nó bị nó kéo da non á, giờ nặng axit vô. Cái này là phải không cứu ai mới đúng, rất hụn rùa đâu có chết đâu. Đúng, 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 đáp án đó là đúng nhất. Nhưng mà em cũng sai rồi. Diễn viên Lâm Vĩ Dạ, tên khai sinh là Lê Thị Vĩ Dạ. Tên kỳ á, Lê Thị Vĩ Dạ. Cha mẹ anh ta đặt ngộ thì, không? Ờ đó, cô được mệnh danh là Thánh Cà Khịa. Hỏi Lâm Vĩ Dạ thuộc cung hoàng đạo nào? A. Cung đàn, B. Sử nữ, C. Ma kết. Dạ, nửa trái. Rồi, mời đọc. Đọc lại hết ra, đọc rõ nha. Trời ơi, gớm quá. Gớm quá. Nè, coi coi thái độ của bạn chơi của mình nè. Em nghĩ là em đã chọn sai rồi. Dơ quá. Ơn quá. May mà có em. Trời ơi thì có em gọi là thiên thần may mắn của mọi người rồi. Ghê đó. Quá. Đã không đẹp mà còn dơ nữa ai chịu nổi trời. Đã không đẹp mà còn dơ nữa ai chịu nổi trời. Chua quá. Chua mà nó còn hôi nữa nè dạ. Chị nghĩ là dễ dàng lắm. Ghê để cắn trái chanh làm sao. Thưa các nghệ sĩ, đây là chương trình phát sóng truyền hình nên mình tém tém lại chút nha. Anh ơi, em chua đây. Quá. Trái chanh của em có dính cộng lông của anh. Em mới là màu hồng. Tốt. Nghe nè. Hiện tại là đội của Lan Ngọc đang được 1-1. Em à? 2 điểm. Đâu có lần hả? 1-1 à cưng ơi, 1 lần. Chị ơi, mình thắng mình đừng có ăn gian nữa. Đây, câu hỏi tiếp theo. Nhóm MB5 có 4 thành viên gồm Trường Thi Vinh, Trần Tuyên, Phương Tài và ai? A. Khánh Phương, B. Ngô Kiến Huy và C. Hàng Thế Tú. Hiếu. Nhai hả? À, nhai đấy. À. Rồi anh đọc lại câu hỏi. Đó. Đó. Nó là lần sau có thành viên rồi. Ok. Trần Thế Vinh. Trần Tuyên. Hết giờ, hết giờ. Em tức giọng vậy. Trời em quá. Chùa quá vậy. Ghê quá. Ủa mọi người ơi, ăn chanh là phải bị bệnh tim hả? Tôi có một khoảnh khắc, chúng ta xem lại khoảnh khắc vừa rồi. Đó. Đó. Nhóm nhóm em bị thiệt luôn á, cuộc sống giờ khó khăn quá, chua cay đắng mới cắm miếng chanh. Nhóm em bị phải có bố thành viên. Ủa vậy cái đội đó đi về đâu vậy? Em đi. Thấy bài thoại của em. Thúy Ngân tranh thủ ngày nghỉ xem tất cả phim do Trường Giang đóng chính. Hỏi đó là những phim nào? A. Siêu sao siêu ngố taxi em tên gì lật mặt 1. B. Siêu sao siêu ngố taxi em tên gì lật mặt 3. Và C. Siêu sao siêu ngố taxi em tên gì lật mặt 6. Lật. Vô anh. Quá. Thúy Ngân chơi ngủ trời trời. Trong tất cả các phim do Trường Giang đóng chính ngoài đó những phim nào? A. Siêu sao siêu ngố taxi em tên gì lật mặt 1. A. Siêu sao siêu ngố taxi em tên gì lật mặt 1. Nhả ra đi. Thưa quý vị, một thái độ ăn điềm tĩnh nhưng trong lòng cay đắng. Đau đớn lắm. Đau đớn. Rồi, 2 điểm cho đội của mình. Đội bên đây vẫn chưa có điểm nào. Trời ơi trời. Câu này dễ luôn. Hát nha, nhớ chúng ta phải hát. Dành riêng cho ca sĩ tiềm năng. Hát là Hùng Hiếu đó, đừng có đùa ca sĩ mà nè. Hùng Hiếu cố lên.
chứ hầu thì nô trá chuối chín cũng có cán là lầm ba chấm 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 à chứ thanh long cũng cán là bốn nửa trái xoài cũng cán làm năm b chứ trái cam tươi cũng cán là bốn nửa trái cà cũng cán làm năm c chứ trái yêu thương cũng cán làm bốn mà nửa trái tim cũng cán làm năm lớp hay quá vậy ta hát hát chút lời mày hát hồi nào trái chuối chín cũng cắn làm ba trái cam tươi cũng cắn làm bốn nữa trái cà cũng cắn làm năm cậu bê á trời quá quá hay trời ơi trời không những là đọc lại mà còn hát luôn nha anh ăn ghê quá anh Luật ơi ờ nhưng mà mấy người kia ta ăn nhìn dơ dơ không sao anh Luật rau riêng nhìn dơ gớm riêng một mình tiếng Luật đã có hai đáp án đúng rồi đó một em nữa là ba đội mình bạn ơi rồi nói với ban tổ chức cho xin miếng đường ngậm đi câu tiếp theo Ngân muốn được Vinh chở đi vào tất cả các quận nhưng Vinh nhất quyết không chịu vì thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quận hỏi thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận A 24 B 25 và C 26 hai mấy quận không nhớ 24 lên quốc Vinh trời ơi bên kia mạnh mẽ quá hỏi nó muốn được Vinh chở đi vào các quận nhưng Vinh nhất quyết không chịu thành phố có nhiều quận hỏi có bao nhiêu quận 25 quận không chính xác em trả lời lại đúng không bây giờ còn hai đáp án mời đợi chứ Thúy Ngân anh đưa mới lên trả lời vòng vòng mới không chịu chứ má thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quận hỏi bao nhiêu quận 26 quận 26 không chính xác còn đáp án nữa em nói luôn còn đáp án nữa ăn đi đáp án cuối cùng rồi đáp án cuối cùng ai cũng biết rồi nói gì nữa mình nói mình mới hay chứ phải đọc lại hết chứ phải đọc lại hết chứ không hết không được đó Hiếu nó muốn ăn rồi nếu ông chữ mới không chịu thành phố mình có rất nhiều quận hỏi thôi mình có bao nhiêu quận 24 hết giờ trước rồi hết giờ luôn anh ghê quá hết giờ rồi thứ nhất là Hồng Hiếu vượt qua được cái ăn nhưng mà đã hết giờ trước khi đọc số 24 rồi thôi rất tiếc với lại 24 là cái đáp án cuối cùng chắc chắn đúng rồi chơi chi nữa nha Hiếu giờ này mình có hát bài Cô Đừng Mưa không dạ có hát đoạn mưa đó nghe câu trả lời chắc em biết được đó trên bầu trời ở đây nè trên bầu trời mưa phun quá trời câu cuối cùng nhưng mà bây giờ mình thắng câu này mình cũng đâu có được để nhưng mà mình mới có danh dự của người nghệ sĩ chứ ơi, mình thua danh dự gì mình thua trắng là kỳ lắm đây Hồ Quang Hiếu vào nhà hàng chỉ bán món Huế nhưng lại gọi một món trong menu không có. Hỏi món đó là món nào? Chè bọc lọc hay quay, cơm hến, bánh tráng cuốn thịt heo hay đầu da? Em. Có chừng ướt TV nha. Có chừng ướt TV nha. Hồ Quang Hiếu vào nhà hàng chỉ món cuốn là người quá quá. Có là món nào là bán cuốn cuốn thịt heo da. Hỏi tế nhị cái vừa rồi chọn đáp án nào không nghe đáp án cuối cùng á anh hai đầu da bánh à đúng rồi bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da là món của Quảng Nam Đà Nẵng chứ không phải là của Huế đó là đặc sản thôi thì với sự cố gắng vừa rồi đáng lẽ là ban tổ chức báo là không cho bởi vì làm hư cái tivi rồi nhưng mà chúng tôi vẫn ghi nhận ở riêng trò chơi này đội mình 3 đội mình mới có 1 tỷ số chung cuộc đến thời điểm này là 1-0 nghiêng về đội chúng ta